Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày thì người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: Có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp: Cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: Hãy lui đi hỡi Satan, vì có lời đã chép: Ngươi phải thờ Thiên Chúa là Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bấy giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Có một cuốn phim đã làm xôn xao dư luận một thời, vào khoảng năm 1989. Đó là cuốn phim Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Đức Kitô, phỏng theo quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis. Cuốn phim mô tả lúc Đức Giêsu bị treo trên thập giá thì Ngài đã ngất đi và thấy mình rời bỏ thập giá để trở lại cuộc sống bình thường. Ngài đi lập gia đình và sống rất hạnh phúc. Khi cuốn phim được trình chiếu lần đầu ở Mỹ thì những người có đạo đã đập phá rạp chiếu bóng, cho là cuốn phim bôi bác Đức Giêsu. Đến nỗi lần chiếu sau phải chiếu ở một rạp đặc biệt được bảo vệ, cô lập để khỏi bị đập phá lần nữa. Thực ra thì cốt truyện cũng chẳng có gì là xúc phạm cho lắm. Tuy tác giả có nói Đức Giêsu rời khỏi thập giá và về sống đời sống gia đình, nhưng mà đó chỉ là một cơn cám dỗ của Ngài mà thôi. Cuối cùng Ngài đã lắc đầu không chiều theo cơn cám dỗ đó, và khi tỉnh lại Ngài vẫn thấy mình đang bị treo trên thập giá, và Ngài đã hô lớn một tiếng kêu chiến thắng: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi Ngài tắt thở, hoàn tất đời mình trong tâm tình luôn trung thành với ý của Chúa Cha. Trong đoạn mở đầu của quyển tiểu thuyết, Nikos Kazantzakis đã trình bày rõ cái ý hướng của ông. Ông tin Đức Giêsu vừa là Chúa vừa là người, và ông muốn nhìn Ngài dưới khía cạnh làm người. Vì thế ông đã tưởng tượng những cơn cám dỗ và những cuộc chiến đấu vô cùng cam go mà con người của Đức Giêsu đã phải đương đầu và đã anh dũng chiến thắng như thế nào. Cám dỗ vẫn là số phận của con người. Đối với người Kitô hữu thì cám dỗ đeo đuổi chúng ta như hình với bóng. Nó chỉ buông tha khi chúng ta đã đi hết cuộc hành trình trần gian này. Số phận đời đời cũng sẽ căn cứ vào việc chúng ta đã vượt qua cơn thử thách hay là buông xuôi bỏ cuộc. Cuộc đời của Đức Giêsu không thiếu những cơn cám dỗ. Có lúc
nhất thời, có khi dai dẳng. Những cơn cám dỗ hoặc đến từ ma quỷ, hoặc đến từ người ta, hay có khi lại ở ngay trong bản thân của Ngài. Tin mừng hôm nay thuật lại các cơn cám dỗ từ ma quỷ. Chúng dụ dỗ người biến đá thành bánh mà ăn, vì Ngài đã ăn chay ròng rã suốt 40 đêm ngày. Rồi chúng khiêu khích người hãy gieo mình xuống từ nóc cao của đền thờ. Chúng hứa cho Ngài vinh hoa lợi lộc các nước nếu Ngài sấp mình bái lạy chúng. Cuối cùng Đức Giêsu đã oanh liệt chiến thắng các cơn cám dỗ nhờ trưng dẫn các câu kinh thánh. Thật vậy, cám dỗ nào cũng bị Ngài đánh bại bởi các lời kinh thánh. Kinh thánh chính là khiên thuẫn cho người tín hữu trong mọi cơn cám dỗ. Một khi lời Chúa đã thấm nhiễm vào con tim, thấm nhiễm vào khối óc và toát ra trong các hành vi của người tín hữu, thì không một cơn cám dỗ nào mà chúng ta không có thể vượt qua, không một thử thách nào mà chúng ta không lướt thắng. Cơn cám dỗ nào cũng dẫn chúng ta đến một chọn lựa, hoặc là chọn thánh ý Chúa, hoặc là chọn chính mình. Người nào không có lời Chúa hướng dẫn thì thường hay chọn chính mình. Họ chọn danh vọng cho mình, họ chọn giàu sang cho mình, họ chọn khoái lạc cho mình. Và khi cái tôi đã đầy ứ trong lòng rồi thì Thiên Chúa phải đội nón mà ra đi thôi. Chúa Giêsu đã không thể thắng các cơn cám dỗ nếu Ngài chỉ quy hướng về mình. Ngài sẽ thua ma quỷ nếu Ngài tìm vinh danh mình khi hóa đá thành bánh. Ngài sẽ bị sập bẫy Satan nếu nhảy xuống từ nóc cao của đền thờ để được khen ngợi tung hô. Ngài sẽ thất bại thảm thương nếu quỳ lạy ma quỷ để được vinh hoa thế gian. Nhưng mà không, không bao giờ Ngài làm như thế. Bởi vì tinh thần chủ đạo của Ngài, cái vũ khí sắc bén của Ngài chính là thánh ý của Chúa Cha. Chính trong cơn cám dỗ khốc liệt nhất của Ngài trước cái chết, Ngài cũng chỉ thốt lên: Lạy Cha, nếu được, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng mà xin đừng theo ý con, mà là theo ý Cha. Mùa chay là mùa dọn mình để chiến đấu với các cơn cám dỗ, cám dỗ từ ma quỷ, cám dỗ từ người khác, và nhất là cám dỗ từ ngay chính bản thân của mình. Có bao nhiêu giác quan là có bấy nhiêu cửa ngõ để cho các cơn cám dỗ đi vào. Thiên Chúa Cha đấng giàu lòng thương xót đang chờ đón chúng ta trở về và sẽ ban sức mạnh để chúng ta đủ sức chống lại mọi trước cám dỗ nếu chúng ta biết sống trọn tình con thảo, luôn tin cậy phó thác vào Ngài.